Trong không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân năm nay, quận Cẩm Lệ có 165 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Đến dự lễ giao nhận quân tại quận Cẩm Lệ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Trong số 165 thanh niên nhập ngũ của quận Cẩm Lệ có 128 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 37 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh được biên chế và các đơn vị như Sư đoàn Phòng không Không quân 372, Lữ đoàn Thông tin 132, Binh chủng Thông tin Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn Thông tin 575, Sư đoàn Bộ binh 2 Quân khu 5, Trung đoàn Bộ binh 971 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố Đà Nẵng. Phát huy truyền thống của địa phương anh hùng, trong những năm qua, thanh niên quận Cẩm Lệ luôn phấn đấu với tinh thần cao nhất trên thao trường, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật quân đội. Từ khi thành lập đến nay, quận Cẩm Lệ đã có hàng trăm thanh niên nhập ngũ, được vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.